Công ty Hiếu Minh Audio xin kính chào tất cả các bác, các anh chị yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc nhằm phục vụ nhu cầu yêu âm thanh và đam mê âm nhạc đối với các bác và các anh chị. Hôm nay bên Hiếu Minh tiếp tục chạy về hàng rất nhiều các mã sản phẩm gồm lọc xì PV EQ231, một dòng sản phẩm để khắc phục cho những bác là có âm ly để cho tiếng nó sáng, giải bát chét nó rõ ràng hơn. Và tiếp theo là vang cơ FBX 100 một dòng vang cơ có tính năng echo khá hay và độ vang nhạy cao và thứ ba nữa là sản phẩm lâng tiếng BBE để cho các bác có lời ca sáng như một ca sĩ và tiếp theo là gồm có cả lọc xì DBX 231 cũng một dòng những một trong những dòng sản phẩm có tính lọc hay được rất nhiều các bác là tin dùng và bên Hiếu Minh cũng đã cung cấp rất là nhiều và từ lâu rồi. Và tiếp theo là gồm hai mã lên tiếng 266XL và 166XL. Đây các bác xem. Tất cả sản phẩm bên Hiếu Minh là sản phẩm mới. Full hộp. Khi bán cho các bác là được bảo hành 1 năm và đổi mới trong vòng 30 ngày đầu. Đây các bác xem ạ. Tại vì em người đây quay hơi chật quá hàng nhiều nhưng mà nó hơi chật chỗ đây là em còn quay ở nhà ở cửa hàng không có chỗ để quay luôn đây phía sau thì đằng sau rất là mọi thứ đều sắc nét và được tất cả sản phẩm nhà em các bác nên nhớ nhá đều được gọi là kiểm định qua khâu QC xuất xưởng nhà khâu cuối khi xuất xưởng được kiểm định của các kỹ thuật của một khi xuất xưởng đều có tem QC cà rốt gọi là QC ấy, viết tắt của từ QC vì ngày xưa em đi làm đồ điều điện tử điện thoại nhiều em em đã va chạm thì em biết cái vấn đề này. Khi nếu chúng các bác đi làm bao giờ cũng có cái khâu cuối là khâu kiểm định sản phẩm trước khi xuất kho. Đây. Thì hôm nay thì hàng về nhiều thì em làm suốt từ sáng đến giờ. Thì nay em có dỡ ra một chút để báo cho các bác biết là hàng về. Để các bác biết để có gì liên hệ. Em theo số điện thoại 0168 984 0238 và số Villa 01 0919182233. Đối với những bác ship COD thì có thể liên hệ em số điện thoại đó trực tiếp, còn đối với những bác nào ở Hà Nội thì vui lòng sẽ qua cửa hàng em số 451 Quang Trung, Hà Đông Hà Nội để được các bạn kỹ thuật viên bên em là tư vấn đầu lối để các bác được một sản phẩm hay và chất lượng. Thì bên em về nhiều hàng thì tất nhiên là giá thì em sẽ đưa những giá cố gắng bên em sẽ đưa ra những giá tốt nhất để đưa đến tay các bác làm sao một sản phẩm vừa chất lượng vừa giá thành hợp lý để các bác được chơi được âm thanh. Và tiện đây thì em có cũng có lời cảm ơn đối với tất cả các bác, các anh chị yêu âm thanh đã ủng hộ em trong thời gian qua, đã mua hàng nhà em và đã biết về... Còn về chế độ chăm sóc khách hàng thì thì em cố gắng phấn đấu để đặt mục tiêu là khách hàng là thượng đế. Nếu trong uh, công việc mà có gì sai sót đối với một số bác, bác thì uh, cũng là uh, các bác cũng có sự đóng góp để bọn em có để rút kinh nghiệm và cố gắng phấn đấu để phục vụ các bác được chu đáo hơn. thì nay em làm video để mục đích về báo về hàng tiếp theo ngày hôm nay với rất nhiều sản phẩm và em cũng xin tạm biệt các bác, chào các bác ở những video lần sau ạ em cảm ơn các bác đã quan tâm video và ủng hộ nhà em em xin chân thành cảm ơn ạ